Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ Bảy, 18 tháng 3 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ Sáu, 17 tháng 3. Chúa Giêsu, có một người kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu rằng giới răn nào trọng nhất, và Chúa đã trả lời rất là rõ ràng: giới răn trọng nhất là yêu Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết gia tài, hết sức khỏe, hết mạng sống, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Và tất cả mọi công việc, mọi suy nghĩ, mọi hành động của chúng ta đều dựa trên cái lời luật này. Nếu chúng ta có hiến dâng gia tài cho Chúa thì cốt lõi không phải là số tiền, số vàng, vấn đề không phải là cái đó, mà vấn đề là chúng ta yêu Chúa bao nhiêu. Nếu chúng ta thật lòng yêu mến Chúa thì chúng ta có khả năng hiến dâng, và chúng ta cũng không bao giờ cậy vào những của lễ hiến dâng, bởi vì là yêu mến Thiên Chúa thì còn hơn tất cả những cái của lễ cơ mà. Nên là chúng ta phải dựa vào lòng yêu mến Chúa chứ không dựa vào của lễ nhé. Thường thì chúng ta hay có nguy cơ là cứ dựa vào của lễ. Nhiều khi mình cứ, nhiều khi trong gia đình của chúng ta, con cái nó cứ đi làm, nó cứ mỗi tháng nó đưa về 10 triệu cái là nó nghĩ là nó yêu cha yêu mẹ. Không, dĩ nhiên nếu con cái yêu cha mẹ thì cũng sẽ lo cho cha cho mẹ. Nhưng mà những đứa nó cứ bỏ tiền ra như thế thì chưa chắc là nó đã yêu. Thì cốt lõi đó là tình yêu, và từ tình yêu mới sinh ra của lễ, chứ không phải là đi ngược lại là cốt lõi là của lễ. Để yêu hay không thì cứ dựa vào của lễ mà đoán ra thì cũng không được. Thế thì với ngày hôm qua, với ngày thứ Sáu thì chúng ta sẽ nhớ rằng là cốt lõi của vấn đề là yêu Chúa và yêu người. Tất cả mọi cái đời sống đạo của chúng ta cũng dựa trên hai cái giới răn này, là yêu Chúa và yêu người. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ Bảy. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào. Tự hào, cuộc sống này người ta dễ tự hào lắm, tự hào về giàu sang phú quý, tự hào về thông minh tài giỏi, tự hào là mình đạo đức hơn người. Nhiều khi thì chúng ta cũng có những cái câu nó cũng hơi tự hào nhá. Thường thường là những người đạo đức, những các cụ già thì cũng đơn sơ thôi, thì gặp con thì cũng hay nói là: con thấy cuộc đời con thì con chẳng có phạm gì cái tội gì lớn. Thì con cũng hay nói vui là: nhưng mà bà có thấy bà yêu Chúa hết lòng không? Bà có thấy là bà thực thi lòng bác ái cho nhiều người không? Mình không phạm cái tội gì cả, nhưng mà mình cũng chẳng yêu Chúa, mình cũng chẳng yêu người thì cũng không được. Chúa Giêsu kể cho những người tự hào cho mình là công chính. Thật sự thì nếu chúng ta đạo đức một chút thì chúng ta có thể có gọi là có một cái kiêu ngạo ngầm đấy. Chúng ta đấy, con thấy là con chẳng có phạm cái tội gì lớn, chỉ mấy cái tội vặt thì thôi. Thì xin cho tất cả chúng ta cũng cảm thấy rằng là cái cốt lõi của vấn đề là mến Chúa yêu người, đó là cái giới luật mà chúng ta cần phải suy xét, chứ cũng không phải là ba cái lẻ tẻ là nói chuyện trong nhà thờ hay là chia trí hay là đi lễ trễ 5 phút. Tất cả mọi những cái việc đó nó đều từ cái lòng yêu mến Chúa mà nó nảy sinh ra thôi ha. Có hai người, thế thì những người tự hào cho mình là công chính, đây cũng là một cái tội mà chúng ta phải xét nha. Tự hào cho mình là công chính, nhưng mà thường thì chúng, cái người mà tự cao thì lại cứ nghĩ mình khiêm nhường, nó lại cứ bị ngược. Cái người tự cao tự đại thì lại càng tự cao tự đại, lại càng không biết mình. Có lẽ là cái sự kiêu ngạo đó là nó làm cho người ta mù lòa. Cái bệnh mù lòa cũng là cái bệnh kiêu ngạo, kiêu ngạo cũng làm cho người ta mù lòa. Càng kiêu ngạo thì càng không biết mình. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện,
Chúng ta cần phải xét về cái tội tự hào nha. Chúng ta lạy Chúa xin cho con biết con có đang tự hào về cái gì không. Lạy Chúa xin cho con biết cái điều đó. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu là nhóm lãnh đạo, còn người kia làm nghề thu thuế, làm cái nghề tội lỗi. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không như bao kẻ khác. Thì thật sự thì chúng ta cứ coi mình hơn người thì cũng là một cái tội. Chúng ta cứ coi mình hơn người, mặc dù xét gọi là xét một cách tự nhiên thì chúng ta có thể là chúng ta ví dụ như là mình đi, mình so với cái người mà ngoại tình cướp bóc này kia thì mình bỏ thôi thì mình cũng không có phạm những cái tội như cái người đó. Thế nhưng mà giả như có như thế thì cũng không phải là cái lý do để mình khinh chê người ta. Nếu cuộc đời này chúng ta không tham lam, không cướp của, không giết người, chúng ta làm bác ái rất là nhiều thì cũng không phải để là cái lý do để chúng ta khinh chê người khác. Vậy thế là chúng ta có hai cái tội đó ha. Cái tội thứ nhất là tự hào vì mình đạo đức này. Cái tội thứ hai ấy, là cái tội khinh chê người khác. Dù là mình nghe có làm bao nhiêu việc đạo đức chăng nữa thì mình cũng không phải vì lý do đó để mà mình khinh chê cái người khác. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài vì con không như bao kẻ khác. Đấy. Tức là thấy mình không phạm tội nhiều nên là mình lại khinh chê những cái đứa phạm tội. Con không tham lam bất chính ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia, con ăn chay một tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười. Con ăn chay một tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Tối hôm qua cũng có một cái em đó em nó nhắn tin cho con, chắc không biết ở đâu con không biết, em nó nói là: cha, bây giờ con với cha là hợp đồng với nhau này. Con thì là con làm cái nghề, xin phép con để cha kể cho cộng đoàn nghe, con làm cái nghề rang cà phê bỏ mối, mà sao từ sau Tết đến giờ con bỏ mối nó ế quá. Thế thì là bây giờ thì cha khấn cho con đi, nếu cha khấn cho con mà con buôn bán tốt thì con sẽ chia một phần mười cái thu nhập của con của cà phê cho cha để cha làm bác ái. Thế thì con nói với em bé là bây giờ cha khấn cho con mà con buôn bán giàu có như vậy á, thì cũng có hai lý do. Thứ nhất là cha sợ con nuốt lời khi con giàu có rồi con quên cái việc bác ái. Và cái thứ hai là thì cha thấy rằng là con buôn bán tốt thì con dư tiền thì con giúp thì nó cũng tốt đấy, nhưng mà con buôn bán không tốt mà con vẫn ví dụ như là con buôn bán một tháng con lời được 100 triệu đi thì con đưa cha 10 triệu, đó cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà mỗi tháng con chỉ lời có 1 triệu thôi mà con dám đưa cho cha 100 ngàn, cũng là 1/10, thì cha nghĩ rằng trước mặt Chúa thì cái 100 ngàn nó lớn hơn cái 10 triệu. Một tháng chúng ta làm lời được có 1 triệu mà chúng ta dám bỏ 100 ngàn thì đương nhiên cái 100 ngàn đó mặc dù nó vẫn là 1/10 đấy, nhưng mà 100 ngàn của 1 triệu nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với 10 triệu. Tại vì người ta có dâng có 10 triệu người ta cũng còn tới 90 triệu nữa cơ mà. Thế thì con cũng vui vui con nói khấn thì cha vẫn khấn với con cho con chứ không phải là không. Thì chúng ta cái gì thì cũng phải khấn hứa. Chúa Giêsu bảo là anh em cứ xin mà, nên là chẳng ngại, cái gì cũng xin hết, cái gì cũng xin hết. Nhưng mà cũng trong tâm ý là cái gì tốt thì Chúa cho, còn cái gì không thì thôi, con chỉ là giải bày với Chúa thôi. Nhưng mà cha động viên con rằng là để con lời 100 triệu con đưa cho cha 10 triệu thì thôi, bây giờ thì tóm lại là được lời bao nhiêu, nếu mà lời 1 triệu thì đưa 100, mà lời 100 thì đưa 10 ngàn, mà không lời đồng nào nữa thì thôi. Thế thì cái ông Pharisêu này đó, ông thấy rằng là ông dâng cho Chúa 1/10 gia tài này, rồi ông không tham lam ngoại tình bất chính, thế là thôi thì cái việc này của ông rất là tốt nha. Nó chỉ có cái xấu là khi ông ta làm được việc tốt thì ông ta khinh chê người khác. Nó chỉ bị cái tội đó, khi ông ta làm được nhiều điều tốt quá thì ông ta lại đông khoe khoang, thì đây cũng là một cái con quỷ nha, con quỷ nó cám dỗ ngầm. Ví dụ giả sử như con này, chia sẻ với ông bà và anh chị em đi, được ông bà và anh chị em ủng hộ thì con cũng đi làm bác ái chỗ này chỗ kia, rồi phát cơm phát quà phát gạo. Thì nói thẳng ra thì cũng có nhiều cha thầy ở trong Hải Phòng cũng nói rằng là cha Hùng giỏi quá, cha Hùng làm bác ái được, cha Hùng giỏi quá. Thì mình nghe thì mình cũng hắt ruột mắt gan đấy, nhưng mà thôi, phải chiến thắng cái con quỷ khoe khoang này. Bởi vậy nhiều khi con cũng bị cám dỗ về cái chuyện này đấy, tức là mình làm được những cái việc này, rồi thì cái chuyện con đi Campuchia chẳng hạn thì con thấy là cũng ít các cha đi Campuchia lắm. Hình như con chưa gặp ông cha Việt Nam mà đi qua Campuchia làm bác ái hay sao.
Thế thì mình đi thì đôi khi mình cũng cảm thấy mình vui vui, mình bảo Chúa ơi, sao tự nhiên con lại được làm cái việc này, con thấy con vui quá. Đấy, mà nhiều người cũng ủng hộ con. Nhưng mà kính thưa quý ông bà mấy chị em, chúng ta có làm được 100 triệu việc bác ái, 100 triệu việc tốt, thì cũng không phải là lý do để chúng ta khinh chê cái đứa ăn trộm ăn cắp cướp của giết người. Hay dù cái này thì phải cố gắng này, con nghĩ cái này nguy hiểm quá, con nói đến đây con cũng sợ. Con cũng sợ chính mình cũng kiêu ngạo lúc nào mình cũng biết. Thế thì cái anh này anh ấy dâng cho Chúa 1/10 gia tài này, 1/10 cái lợi nhuận hàng tháng này, rồi ăn chay 1 tuần 2 lần, rồi lại không tham lam ngoại tình, nói chung anh ta rất là tốt. Nó chỉ có mỗi cái là khi anh ta tốt quá rồi ra đời anh ta lại nó nảy sinh ra cái lòng kiêu ngạo, đó là khinh chê người khác. Còn người thu thuế đứng đằng xa thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa nói lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cái người này thì cái anh thu thuế này thì có hai cái điểm hay. Thứ nhất, biết mình là người có tội. Nói thẳng ra chúng ta có làm 100 triệu việc bác ái, 100 triệu việc tốt thì chúng ta cũng vẫn đầy những cái thiếu sót chứ không phải không đâu nha. Thế thì cái người thu thuế này thì có hai cái hay. Thứ nhất là anh ta biết anh ta là người tội lỗi. Và cái điều quan trọng hơn nữa là lạy Thiên Chúa xin thương xót con, cần đến lòng thương xót Chúa. Còn cái anh kia anh làm nhiều việc tốt quá thì anh cảm thấy là lạy Chúa con làm được nhiều điều tốt này thì Chúa phải thưởng con chứ. Tại sao con làm nhiều việc tốt mà sao còn con chịu nhiều đau khổ? Con thấy cái cách của Chúa là như thế này, để tránh cho chúng ta khỏi kiêu ngạo nè. Là đây con kể cái chuyện cái anh ở bên bên Mỹ, anh mới gọi điện thoại cho con cách đây mấy ngày đấy. Anh ấy là người không có đạo rồi, anh tự nhiên này Chúa cũng ban cái ơn thế nào rồi anh ta nghe lời Chúa rồi anh ta thích rồi anh ta học đạo thôi. Thế thì khi một cái anh thanh niên ở bên Mỹ, người Việt ở bên Mỹ, một cái anh thanh niên giỏi giang mà tự nguyện đi vào đạo, không phải vì lấy vợ lấy hay là lấy ai cả mà tự nguyện là đi vào đạo, và anh ta hết sức là sốt sắng đi học đạo, học cả 6 tháng này. Đấy. Thế thì tất cả quý cha quý thầy đều là yêu mến anh ta hết, mà nói chung là cũng thích lắm. Con nói thật, bây giờ mà có người nào mà tự nhiên mà vào học đạo xin con học đạo thì con cũng thích. Đấy. Tức là mọi người quý cha quý thầy thích anh ta, và anh ta cảm thấy là anh ta đi vào đạo anh ta biết Chúa, mà không chỉ là biết Chúa mà còn được các cha các thầy nhiều người trong đạo quý mến rồi khen ngợi anh ta nữa, anh ta thích quá. Thế thì sơ mới báo rằng là anh ta sẽ được rửa tội trong cái dịp mùa chay và phục sinh này. Thế thì đùng một cái tối hôm qua thì là sơ báo rằng là thôi anh con không có được xưng tội trong cái dịp này, được rửa tội trong cái dịp này đâu. Để quý cha quý thầy còn phải suy xét lại cái cuộc sống của con. Thế là anh gọi cho con, anh bảo cha ơi chắc anh đang nghe này. Cha ơi con buồn lắm, con muốn buông xuôi hết tất cả mọi sự. Tại sao con học cả 6 tháng trường mà bây giờ lại còn phải điều tra con là thế nào, lại không tin con là thế nào đó. Con sống rất thật như thế, con chân thành như thế, con hết lòng như thế mà bây giờ lại còn phải suy xét lại, kiểm tra lại rồi điều tra lại là thế nào, con muốn buông xuôi tất cả. Thế thì con nói với anh ấy rằng đấy, đây là một cái bài thuốc thử để con đến với Chúa thật lòng hay không. Nếu con đã thật, con đến với Chúa một cách thật lòng thì tùy các cha các thầy các sơ cần điều tra cứ điều tra, tâm con rất là thật, rất là thật, con thật lòng muốn vào đạo, con thật lòng muốn yêu mến Chúa. Đấy. Thì nếu mà thật sự là con muốn thì đây nó chẳng phải là cái khó khăn gì ghê gớm cả nữa. Con sẵn sàng để cho quý cha quý thầy điều tra con, suy xét con xem con có xứng đáng hay không. Nếu con xứng đáng thì con được, mà nếu con chưa xứng đáng thì con tiếp tục cố gắng. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em nhé, bài tin mừng ngày hôm nay nhé, cái câu chuyện thứ nhất đó là con quỷ của tự hào. Cái thứ hai là khi làm nhiều điều tốt quá thì chúng ta có nguy cơ là khinh thường những cái người tội lỗi. Còn cái người tội lỗi, thứ nhất biết tội mình, và thứ hai cần đến lòng thương xót Chúa, thì là còn hơn cả những cái người làm nhiều việc tốt mà lại tự hào. Đấy. Lạy Thiên xin thương xót con là người tội lỗi. Cái người tội lỗi này anh ta có hai cái điểm hay là biết mình có tội và cần đến lòng thương xót Chúa. Như là cái anh thanh niên đó, nếu anh thật sự cần đến Chúa thì anh chẳng ngại cái gì cả, anh sẵn sàng để cho mọi người điều tra, và anh cũng cảm thấy là nếu mình xứng đáng thì mình được, còn chưa xứng đáng thì anh sẽ cố gắng. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Cái người tội lỗi được nên công chính bởi vì anh ta biết tội và anh ta cần đến lòng thương xót Chúa. Còn cái anh kia làm được 100.000 những cái việc tốt nhưng mà anh ta có cần lòng thương xót Chúa đâu.
lại còn khinh chê người khác nữa. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cái sự tôn mình này là nó rất là ngầm nhé, rất là khó. Nhiều khi có những cái tội tự hào và cái tội thì tôn vinh mình đấy, tôn mình lên đó, là cái tội nó rất là khó xét, nó rất là ngầm. Bởi vì cái người mà những cái người mà làm được nhiều việc tốt đó, thì người ta cứ nghĩ là người ta khiêm tốn, nhưng mà thật sự là có những cái sự kiêu ngạo ngầm mà họ không biết. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay qua câu chuyện của người kinh sư Pharisêu và một cái anh thu thuế đó, cho chúng ta thấy nếu chúng ta làm được 100.000 việc tốt mà chúng ta không cần đến lòng thương xót Chúa, mà chúng ta khinh chế người khác thì cũng đổ sông đổ biển, không được gì hết. Còn nếu chúng ta là kẻ tội lỗi mà biết mình có tội và cần đến lòng thương xót Chúa thì rồi Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.